Ok, hai xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình là Cánh đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mod khá là thú vị và khá là hấp dẫn cho các bạn cùng xem. Thì cái mod này là dành cho những bạn kiểu thích giáp này, thích kiếm này, ở những cái vũ khí mà khác với lại vũ khí bình thường trong Minecraft ấy, như là Minecraft thì chỉ có kiếm kim cương hay là mấy cái vũ khí bình thường thôi đúng không? Nhưng mà mod này sẽ đem cho các bạn những loại vũ khí cực kỳ xịn và cực kỳ chất lượng. Rồi, không để dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu luôn nha. Let's go. Ok, mình không biết tại sao máu của mình nó lại tăng thêm 5 tim đó mọi người ạ. Thì cái này cũng không biết nha. Rồi thì về giáp á, thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn cách chế tạo luôn, và mình sẽ mặc và test cho mọi người xem luôn. Tại vì ở trong cái mod này rất là nhiều giáp mới. Thì cái mấy cái loại giáp này thì các bạn có thể xuống ở phía dưới hang hay gì đó đào khoáng sản các bạn chế tạo. Mod này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả nha, cho mấy bạn có thể tham khảo rồi tải hay là xem cách để mà chế tạo những cái thứ giáp vũ khí này nha. Rồi, đầu tiên giáp có tên là Divine. Giáp khó đọc quá. Thì nói chung là giáp này khá là mạnh mọi người ạ. Ôi, thực sự luôn. Mặc giáp này vô các bạn có thêm 3 thanh máu luôn ấy, nhưng mà thanh máu kia khá là ngắn. Rồi thì kiếm 30 sức tấn công. Holy. Oh my god, trời ơi, cây cúp đánh bình thường mà nó đến tặng 28 sức tấn công mọi người ạ. Và có một cây cung bắn tốc độ khá là nhanh, nhưng mà mình bên cầm mũi tên rồi. Mình sẽ test với lại một con zombie Bitlin xem sao. Để cây kiếm này chắc là đánh nó một cái chết luôn quá mọi người ạ. Oh my god. Rồi đây đây. Laser Encendre Blade là cái gì đây? Cái này mình cũng biết đó mọi người ạ. Như là cái chống chống quay quay của Doraemon. À không phải, lộn. Đây là cái vòng quay gì đó thì mình không biết. Và nói chung là giáp này khá là mạnh. Rồi, cực kỳ xịn luôn, xịn hơn kim cương gấp mấy lần luôn mọi người ạ. Cái này tạm thời gọi là bộ giáp ánh sáng nha. Bộ giáp ánh sáng nha mọi người. Rồi thì mình sẽ căng với lại mấy con Bitlin. Rồi, ta thì mình spawn hết luôn rồi, đánh một lượt để xem cái giáp này đỡ được bao nhiêu nha. Bitlin đánh mình nó chỉ tốn có 1,5 máu thôi mọi người ạ. Ui, giáp cực xịn luôn. Mình có thể dùng cái cúp để đánh chết một con Bitlin nha mọi người. Rồi, các bạn thấy xịn không? Quá xịn sò luôn. Wow, cực kỳ xịn luôn mọi người ạ. Một cây kiếm 30 sức tấn công đánh khá là đau. Rồi thì mình sẽ test với lại dụng cụ nha. Xong có cái liều đó, thôi kệ nó đi. Mình sẽ đào đất. Wow, đào nhanh hơn có sáng tạo mọi người ạ. Cây cúp thì cây cúp á, mình nghĩ là nó cũng bằng cây cúp hiệu suất 5 mà kim cương ép vô thôi đúng không? Rồi các bạn có thấy. Rồi cây cây cuốc thì nó vô dụng mọi người ạ. Cây cuốc thì phiên bản 1.16.3 thì nó sẽ cuốc lá rất là nhanh. Đây, đó, nhanh kinh khủng luôn, khá là thuận lợi. Rồi đào cũng khá là nhanh, cái gì cũng nhanh hết mọi người ạ, khá là sướng. Và cây cung thì nó bắn khá là nhanh, thì mình sẽ dùng mũi tên nha. Rồi mình sẽ test với lại cung. Ui, cung kéo rất là nhanh nha mọi người, cảm giác kéo nhanh lắm. Nó có tốc độ tăng á mọi người, nên kéo rất là nhanh luôn, nhanh hơn so với cung bình thường nha. Đó. Ui, mình cảm giác nó bắn xa hơn thì phải á. Ua, xịn dây chăng. Nếu mình kéo tầm gần á, đấy, mình kéo tầm gần mà nó bắn xa như vậy rồi. Khá là mạnh, khá là xa, khá là nhanh. Đây. Sức mạnh vô biên của mấy cái bộ giáp mới rồi. Và tại sao nó là mấy cái này hình như là dùng để chế tạo giáp hay gì đó mọi người ạ. Cái con mắt hả? Đây là linh hồn ấy, linh hồn. Linh hồn của chúng tôi, linh hồn của chúng tôi. Rồi, thì đây là bộ giáp mình tạm gọi là bộ giáp mặt trời nha mọi người. Thì màu nó khá giống mặt trời ấy. Bộ giáp mặt trời sức mạnh. Ủa cái gì vậy? Cái thanh gì hiện trên đầu mình vậy mọi người? Wow. Lipin Hydrolyzerin là cái gì trời? Mình không biết cái thanh đó hiện ra để làm gì nữa, nhưng mà thôi nó quen, nó không quan trọng vậy thì mình tiếp tục review giáp mới cho mọi người xem. Ok, bộ giáp tiếp theo có tên là Gutoni. Thì đây là một bộ giáp mình thấy là xung quanh giáp này nó có cái mọc cái gai gai, gọi là bộ giáp gai máu nha mọi người, gọi là bộ giáp gai máu. Wow. Con mắt của mình nó bị gì kỳ rồi mọi người. Nó lấp nửa con mắt của mình như vậy sao mình thấy đường, mà trong Minecraft thì vẫn thấy đường được mọi người. Và vũ khí kèm theo của bộ giáp này nó không có giống, nhưng mà mình thấy là nó cũng có gai gai như vậy nè. Đó, cái này có tên là Butter Strider, một cây lưỡi hái. Còn cái này là một cây rìu
gì đó, nó có 10 sức tấn công, cái này 9 sức tấn công, cái này 12 sức tấn công. Vậy là cái cây này nó thêm một tí một cam ở phía sau đọt ấy, phía sau đọt nó mạnh hơn một xíu thôi à. Và mặc bộ giáp này thì các bạn sẽ được tốc độ 4. Wow, cực xịn luôn. Sao giống bộ giáp của The Flash vậy trời. Bây giờ mình sẽ triệu hồi ma heo để mình tấn công. Bây giờ để xem là con ma heo nó tấn công mình nhiều máu một lần nha. Mặc bộ giáp này là ma heo nó tấn công là có lúc thì nó tấn công một tim, thì có lúc thì nó tấn công có nửa tim thôi mọi người ạ. Vậy là bộ giáp này trâu hơn bộ giáp mặt trời hồi nãy. Wow, để mình thử qua cái cuốc nha. À lộn, cái này là cái lưỡi hái chứ mình nhầm. Cái lưỡi hái thì nó bình thường quá mọi người à. Còn cái rìu thì mình không biết để làm gì nữa. Cây rìu thì nếu mà mình kích chuột thì nó sẽ có cái gì đó. Đâu mình đánh thử coi. Khi mình ăn chuột qua nó á, là nó tự động mất máu luôn. Các bạn thấy này, mình ăn chuột phải vô nó tự động mất máu luôn này. Này đó, đó. Wow, kiểu như không cần chém luôn. Nó cũng 10 sức tấn công luôn mọi người. Đây là vậy, không biết có chặt gỗ được hay không. Còn cái lưỡi hái này cũng khá là bình thường nha mọi người, tại vì nó không có gì cả, nó chỉ hơn sức tấn công của cái lưỡi hái đầu tiên thôi. Đây mình sẽ chặt gỗ bằng cái rìu này. Chặt gỗ bình thường nha mọi người. Thôi, ý là chặt gỗ bình thường là kiểu chặt giống mấy cái rìu khác ấy, đào đá. Không được, cái rìu này chỉ chặt gỗ được thôi. Khá là hay. Wow, xịn sò thật sự luôn. Vừa đánh nhau vừa chặt gỗ, rồi ôi. Xịn quá xịn. Rồi, đó, nó như có chấn động vậy mọi người à. Đó này, đứng gần nha, mọi người phải đứng gần nha. Các bạn nhìn nè, mình dùng cái chiêu này là con heo nó không tấn công mình. Ủa trời, vãi, cứ tưởng không tấn công mình chứ. Nếu mà đám đông thì cái điều này có lợi không ta? Nó quẳng lay cho đám đông luôn. Bạn nào thích đánh tay nào cũng được. Nói chung mình cảm giác đánh bằng chuột phải nó sẽ nhanh hơn là mình đánh thường như vậy. Đánh thường như vậy nó lâu lắm mọi người à. Rồi, đây là bộ giáp gai máu nha mọi người. Các bạn có thể gọi đây là bộ giáp The Flash cũng được, tại vì nó tăng tốc độ 4 lần, chạy khá là nhanh. Let's go bộ giáp khác thôi. Ok, bộ giáp tiếp theo có tên là Starborn Let's Win nha mọi người. Đây là bộ giáp màu vàng khá là đẹp. Rồi mình sẽ mặc vô. Trời ơi, bộ giáp gì đốm đốm như là ổ ong vậy. Đây, tao là đồng loại của tụi mày. Rồi, kèm theo cái kiếm cũng có tên vậy luôn nha mọi người. Và nó bảo là kích chuột phải sẽ được cái gì đó. Thì lúc nữa mình đánh nhau thì mình sẽ biết thôi. Và các bạn thấy không, cái kiếm nó lấp lánh rất là đẹp luôn. Xịn sò thật sự. Rồi mình vải tiếp với ma heo. Và bây giờ mình sẽ hồi máu nha. Mình sẽ chỉnh bình yên để hồi máu chứ ăn cũng vậy à. Ăn nó cũng lâu lắm. Thà chỉnh bình yên cho nó hồi máu hết luôn. Và cái kiếm có 44 sức tấn công. Trời ơi mạnh vậy. Ôi, giáp cổng ơi. Kinh khủng thật sự luôn. Nếu mà các bạn mặc hình như là full set này thì nó sẽ cộng thêm attack hay sao đấy. Đó, chắc là vậy á. Rồi, ma heo ơi đánh tao đi. Các bạn ơi, đánh thương cũng mạnh thôi. Khi mà các bạn mặc cái bộ giáp này full set ấy là đánh tay không cũng mạnh nha mọi người. One Punch Man à. Rồi, mình sẽ test với cái kiếm này bằng chuột phải nha. Rồi nó mạnh hơn bộ giáp gai máu hồi nãy một cách đáng sợ luôn. Phần chéo. Nói chung là mình chưa vung cây kiếm để mình đánh nó luôn á. Cây kiếm này chỉ cần ấn nhẹ vô người nó thôi là đi luôn. Thật sự rất là đáng sợ. Wow. Nếu mà các bạn đánh bằng chuột phải thì nó sẽ giảm còn 40. Đánh thường là 44 mà giảm còn 40. Trời ơi cái độ bền kìa. 249999. Đùa sao. Rồi bây giờ mình cho 4 con ma heo đánh mình cùng lúc nha. Rồi 4 con mà đánh khá là lâu mình mới chết đấy. Bây giờ một chưởng là chết cả lũ rồi. Không được mọi người. Cái đánh mà lan thì nó sẽ không mạnh. Nếu mà các bạn ép với cạnh vô mình nghĩ là sẽ ổn đấy. Và cái kiếm này mình thấy rất là đẹp. Bộ giáp thì nó không có lấp lánh bằng cái kiếm mọi người à. Đây cái kiếm các bạn cầm nó lấp lánh này. Đó, rất là hay luôn. Và ok, bộ giáp cực xịn, cực xịn, cực đẹp, cực mạnh. Quá là chắc. Rồi chúng ta đến với bộ giáp tiếp theo. Ok, ta đến với bộ giáp tiếp theo có tên là Dad, bộ giáp bóng đêm. Rồi chúng ta sẽ mặc bộ giáp này vô. Wow, trời giống siêu anh hùng vậy. Bộ giáp này các bạn có thêm cái găng tay này. Xịn sò thực sự luôn. Mình rất thích bộ giáp này. Oh my god, đẹp. Rồi, Dad's Work thì nó có thêm là
Speed 11 và thêm cái hashtag là cái gì đó thì mình cũng không biết nữa. Giáp này mặc vô thì các bạn sẽ được hồi phục kháng lửa này, auto là sẽ không bị cháy, với lại là không bị mất máu luôn. Nói chung là bây giờ mình sẽ spawn ma heo anh nè, rồi đánh một lượt, tụi nó đánh thì mình hồi máu lại. Ôi hồi máu thật, nhưng mà các bạn phải ăn nha, phải ăn nó mới hồi máu nhanh, chúng thôi là cái thanh máu nó vẫn vậy luôn à. Để mình xem thử nha. Ôi nó hồi máu nhưng mà các bạn phải ăn nó mới hồi nhanh được, còn không ăn là nó không hồi. Và cái kiếm này khi mình ăn vô con ma heo thì nó vẫn bình thường. Đánh một cái chạy nhanh phải nồi luôn. Như này tụi sao tụi kia sao nó tấn công được mình, rất là mạnh luôn các bạn. Cái kiếm mạnh lắm, cái kiếm có gần 30 sức tấn công luôn ấy, 28, mà khi các bạn đánh thì nó chạy rất là nhanh luôn. Hợp lý thực sự luôn. Giờ mình ăn thịt thối rữa nè, ăn full thịt thì nó mới hồi máu nhanh được các bạn mọi người. Bây giờ mình spawn ra rồi, đánh một cái này. Đánh nhẹ này xong chạy này đó. Không trong cái phim gì mà đánh cái không tóc biến mọi người, tàn hình á. Khá là đặc biệt. Đặc biệt trong hơn là những bộ giáp hồi nãy á mọi người. Thì đó là bộ giáp bóng đêm mọi người. Thì ok, thì hôm nay thì mình chỉ review vài bộ giáp thôi. Bạn nào mà thích mình kiểu mình review thêm thì nhớ like mạnh nha. Đủ 5.000 like thì mình sẽ lập tức ra thêm một cái video review giáp cho bạn xem nữa. Trời ơi, còn cả đống giáp lận. Nhiều giáp cực mạnh hơn giáp này luôn ấy. Mình sẽ đặt đây là bộ giáp bóng đêm, bộ giáp tử thần. Đánh cái chạy lúc thật sự rất là xịn luôn. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Yeah.